Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên, Giang Tuấn Vũ sinh năm 1991 lên Hà Nội làm việc. Khi công việc ổn định, anh đã có một quyết định làm bất ngờ người thân và bạn bè, đó là về quê làm nông dân và dự định khởi nghiệp bằng con gà Đông Tảo, một đặc sản nổi tiếng của quê hương mình. Ban đầu Vũ chỉ nuôi mấy con gà, bởi ban ngày Vũ phải đi làm tại quỹ tín dụng nhân dân xã theo ý muốn của bố mẹ vì không muốn con trai làm nông dân vất vả. Nhưng với suy nghĩ là mình có thể tự tạo ra tương lai của mình chứ không phải phụ thuộc vào người khác, Vũ lại một lần nữa viết đơn xin nghỉ việc tại quỹ tín dụng nhân dân xã năm 2014. Từ đó anh tập trung toàn thời gian, công sức vào gây dựng trang trại gà Đông Tảo. Vũ mạnh dạn nhận thuê đất nông nghiệp của các hộ dân trong thôn, đồng thời vay mượn tiền để xây dựng trại gà quy mô lớn. Anh chọn hướng đi mới là tập trung vào sản xuất gà giống thuần chủng. Cho đến nay, chàng trai trẻ lội ngược dòng ấy đã gặt hái được những quả ngọt sau khi nếm trải biết bao gian lao và trái đắng. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Câu chuyện ngày mới của kênh VTC10. Bên cạnh tôi ngay lúc này là anh Giang Tuấn Vũ, chủ trang trại gà Đông Tảo tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Xin chào anh, cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi. Xin chào Bích Huệ và xin chào khán giả đang theo dõi chương trình. Tại sao anh lại hứng thú với việc nuôi gà Đông Tảo đến như vậy ạ? Phải nói đến đầu tiên, nó là cái sở thích của mình ngay từ bé. Thì mình sinh ra ở Đông Tảo, là cái nơi sản sinh ra giống gà Đông Tảo. Mình đã tiếp xúc với nó từ bé, thế nên là nó gắn liền với tuổi thơ của mình. Thực ra mình cũng hay kể chuyện với mọi người đó là con gà Đông Tảo nó thay đổi cuộc sống của mình. Đầu tiên là mình học cũng không tốt và mình không có cái định hướng gì trong tương lai cả. Sau khi đó chỉ một lần rất là tình cờ thôi, mình được ông ngoại mình nói chuyện về việc là ông bán một con gà Đông Tảo 5 triệu. Thời điểm đấy năm 2010 thì mình thấy là nó rất là lớn so với một con gà bình thường. Thì mình mới suy nghĩ đến việc là kết hợp cái sở thích của mình với con gà và phát triển kinh tế với nó. Và từ đấy thì nó cũng là một cái thứ nó thay đổi cuộc sống của mình. Đam mê là một chuyện, nhưng đam mê đến mức hai lần từ bỏ công việc để theo đuổi đam mê đó thì là một chuyện ít ai dám làm. Vậy khi đó anh đã có suy nghĩ như thế nào ạ? Đúng là nó sẽ hơi khác với suy nghĩ của mọi người, đó là mong muốn làm với một cái môi trường mà nó ổn định, nhất là ở cái vùng nông thôn. Thì mình cũng đã từng suy nghĩ như vậy và mình đã đi làm mấy năm ở quỹ dụng xã Đông Tảo. Nhưng tuy nhiên là quá trình mình làm việc thì mình thấy rằng là có khi mình thì đang ở cơ quan nhưng cái tâm hồn của mình thì đang ở trại gà, dẫn đến việc là mình cảm thấy rằng là nó sẽ không đảm bảo được công việc và mình xin nghỉ để mình theo đuổi đam mê của mình. Bất kỳ ai khởi nghiệp thì cũng đều gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu, và với anh là một thanh niên trẻ cũng như là chưa có nhiều kinh nghiệm về kinh doanh, về sinh học cũng như là về nuôi gà, thì anh có thể chia sẻ với quý vị khán giả những khó khăn ở bước đầu của mình được không ạ? Mình cũng không khác gì mọi người cả. Mình xuất thân từ việc học kế toán, quay sang để khởi nghiệp với con gà Đông Tảo thì nó gần như là mình không biết gì. Lúc bé thì nuôi chơi thôi, nhưng mà để mà nuôi được một trại gà hay một số lượng gà lớn hơn thì nó cần kỹ thuật lớn hơn và mình phải bắt đầu lại từ đầu. Và cái thứ hai ấy, là với một người trẻ chăn nuôi và làm kinh doanh ấy, thì mình vẫn quan niệm là người nông dân không chỉ đơn giản là nuôi được con gà mà còn quan trọng là biết cách để truyền tải cái câu chuyện của con gà và làm nó đến gần hơn với mọi người, thì mình nghĩ là nó mới có thể thành công được. Cũng vì cái suy nghĩ như vậy thì mình cũng bắt đầu nghĩ đến những cái việc mà quảng bá nó trên các cái cộng đồng Facebook hay là diễn đàn nông nghiệp. Lúc đầu thì mình cũng nghĩ rằng là mình làm cái gì thì mình sẽ bán ở cái môi trường liên quan đến nó, thì mình đã đăng tải nó trên các cái diễn đàn nông nghiệp. Và mình cũng có cái khao khát ngay từ đấy là mình muốn giới thiệu cái sản phẩm đông gà Đông Tảo của quê hương mình đến với các bạn bè quốc tế, dẫn đến việc là mình đã sử dụng Google dịch để dịch cái nội dung mình muốn truyền tải và mình đăng ở các cái hội nhóm của nước ngoài. Và cũng may mắn rằng qua những cái chia sẻ như vậy thì mình đã có những cái người bạn, những người chuyên gia hay là những cái đài truyền hình của nước ngoài, ví dụ như đài truyền hình rất nổi tiếng là Business Insider đã làm chương trình về mình. Họ cũng biết mình qua những cái diễn đàn như vậy. Vâng, quả đúng là tìm đầu ra cho sản phẩm là một khó khăn rất là lớn đối với các doanh nghiệp cũng như là các nhà khởi nghiệp trẻ. Tuy nhiên thì trong cái quá trình chăn nuôi chắc hẳn anh cũng gặp phải rất nhiều những khó khăn, bởi vì mình không có chuyên môn cụ thể về nông nghiệp, thì anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về những khó khăn này được không ạ? Khi mà mình chưa có kỹ thuật, chưa có cái kinh nghiệm
thì dẫn đến việc là rất là dễ mà xảy ra yếu tố dịch bệnh. Mình thì giai đoạn đầu mình cũng đã trải qua, có những giai đoạn mà nó chết hết cả trại và mình phải bắt đầu lại từ đầu, thì đấy là cái trải nghiệm mà mình nghĩ rằng là không người chăn nuôi nào muốn trải qua. Có nghĩa là mình nuôi con gà rất là lớn rồi và nó chết đi, và mình phải tự tay đào hố để mình chôn hết những cái gì mà mình tâm huyết xuống dưới đất đấy, và cuối cùng lại phải bắt đầu lại từ đầu. Đấy là cái mà mình nghĩ rằng một cái trải nghiệm mà mình tin rằng không một người nông dân nào, không một người chăn nuôi nào muốn trải qua cả. Mình thì mình có quan điểm rằng là nếu mình không biết ở đâu thì mình sẽ dành rất nhiều thời gian để mình học hỏi nó. Có những giai đoạn có thể mình có thể làm việc, mình học hỏi những kinh nghiệm về kỹ thuật, về bán hàng, có thể đến 2-3 giờ đêm mình vẫn mày mò mình học tập được. Thì mình đã trau dồi bằng việc mà mình học tập trên internet, học tập từ những anh em trang trại, người ta cũng chăn nuôi giống mình, và cũng kết hợp với các cái vị chuyên gia nước ngoài để mà mình ổn định hơn cái quy trình chăn nuôi của mình. Quy trình từ làm vaccine đến cái quá trình mà phòng bệnh cho gà thì nó đã dần dần từng bước nó cũng đã cải thiện được rất nhiều so với giai đoạn ban đầu. Khi từ bỏ một công việc cơ quan nhà nước ổn định để theo đuổi công việc nông nghiệp như thế này thì phản ứng của gia đình anh như thế nào và có ủng hộ anh theo đuổi con đường này không ạ? Tất nhiên là nó cũng sẽ đúng câu chuyện là nó sẽ hơi ngược lại với cái suy nghĩ chung của mọi người là mong muốn có một công việc ổn định. Gia đình chúng tôi thì cũng như vậy, cũng rất là mong tôi sẽ ổn định công việc đó để có tính ổn định lâu dài hơn. Tuy nhiên tôi thấy rằng nó không phù hợp với tôi, vì tôi muốn được trải nghiệm nhiều hơn với những sở thích đam mê của mình, thay vì việc là phải làm việc ở một cái môi trường mà nó không phù hợp với mình. Đứng trước những biến cố và khó khăn lớn như thế thì có khi nào anh lung lay về lựa chọn ban đầu của mình và muốn từ bỏ để quay trở về với một công việc ổn định hơn không ạ? Thực ra thì đúng là đứng trước một cái biến cố như vậy thì mình cũng cảm thấy rằng là nó vất vả quá. Mình đã mất mấy tháng rồi để phòng dịch rồi, cuối cùng thì nó vẫn diễn ra ở nhà mình. Mình cảm thấy rằng hay là cả người nhà nhà mình cũng cảm thấy rằng là cái con đường mình lựa chọn nó có vẻ như là nó không được đúng lắm, vì mình từ bỏ cái công việc ổn định để mình đi theo cái việc mà nó không ổn định. Thế nên mọi người cũng có cái sự dao động, và bản thân mình thì mình đôi lúc mình cũng có nghĩ đến việc là hay là mình nghỉ đi. Nhưng mà mình nghĩ rằng là nếu mà mình chịu thua đơn giản như vậy thì mình sẽ không làm được bất kể một cái lĩnh vực gì cả. Thế mình quyết định là mình từ những cái con gà còn lại, những con gà có số lượng gà con còn lại thì mình đã gây lại cái quy mô trang trại. Và đến bây giờ thì mình cũng đã có những cái thành quả nhất định. Trong quá trình đầu khởi nghiệp thì anh đã tự mình đảm nhiệm hết tất cả các công đoạn từ chăm sóc cho đến chế biến sản phẩm. Tuy nhiên bây giờ được biết thì anh đã chuyển giao công nghệ cho các hộ chăn nuôi khác trong khu vực để chuyên môn hóa từng hoạt động trong quy trình sản xuất của mình. Thì anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về quy trình mới của doanh nghiệp mình được không ạ? Bản thân tôi thì ở mỗi giai đoạn khác nhau ấy, thì chúng tôi cũng cảm thấy là có một số cái điều kiện nó cần thay đổi, cách thức nó cần phải thay đổi. Cái giai đoạn đầu thì cái chất lượng con giống nó đang chưa tốt thì chúng tôi sẽ tập trung vào phát triển con giống. Sau khi phát triển con giống tốt rồi thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là nhiều bà con có thể cùng chia sẻ, cùng hợp tác được với nhau, thì cái rủi ro trong quá trình chăn nuôi nó sẽ giảm đi và cái tính chuyên môn hóa trong từng khâu nó sẽ cao lên. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng là để mà bất kể một giống gà hay một cái sản phẩm nông nghiệp nào đó có thể đi xa hơn, tồn tại được lâu hơn thì nó phải có đầu ra ổn định. Nếu mà chỉ đơn giản như việc mà bán một con gà sống thôi, nguyên nông thôi thì nó rất là khó, một gia đình không thể ăn hết một con gà 4 cân hơn 4 cân được. Vậy thì chúng ta cũng suy nghĩ rằng là chúng tôi phải làm gì đó, phải sáng tạo ra những cái món ăn mà có liên quan đến cái thịt của gà đông tảo và giải quyết những cái vấn đề của người tiêu dùng. Đó là cái trọng lượng quá lớn, con gà quá lớn dẫn đến việc là việc mà chế biến nó khó khăn. Đấy là lý do mà chúng tôi nghĩ đến việc là sẽ chuyên môn hóa. Sẽ có những trang trại chuyên về nhân giống, cho trang trại chuyên về gà thịt, có những cái xưởng sản xuất chuyên về việc chế biến con gà đông tảo để đảm bảo rằng là cái đầu ra con gà luôn luôn được lưu thông và bà con tiếp tục sống được với nghề chăn nuôi gà. Sau hơn 10 năm gây dựng trại gà, chàng trai trẻ 32 tuổi này đã có trong tay một trang trại gà rộng 3.000 m², gồm khu gà giống, gà sinh sản, khu gà thịt, khu gà quà biếu Tết. Mỗi tháng, Vũ xuất bán khoảng 1.000 con gà giống. Dịp Tết có thể bán ra thị trường từ 400 đến 500 con gà biếu chất lượng cao.
Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện của anh Giang Tuấn Vũ. Được biết là ngoài kinh doanh sản phẩm gà đông tảo trong nước thì anh cũng đã có ý định xuất khẩu ra thế giới. Thì không biết đây có phải là một thông tin đúng không ạ? Chủ yếu hiện tại thì nó vẫn là ở trong nước. Và chúng tôi cũng đang hy vọng rằng là nó sẽ dần dần thay thế các cái loại gà thông thường ở Việt Nam. Ví dụ trong các cái tiệc lễ cưới thì chúng tôi cũng đang hy vọng rằng là có thể là đem đến thay thế được những sản phẩm gà mà nó có chất lượng không bằng so với con gà đông tảo, để việc mà tiêu thụ con gà đông tảo nó sẽ được phát triển hơn. Song song với đó thì chúng tôi cũng đang rất là hy vọng rằng là có cơ hội để mà xuất khẩu cái sản phẩm thịt gà hay trứng gà hay con giống gà đông tảo sang các nước. Vâng, và để người tiêu dùng bỏ ra một số tiền không nhỏ mua những chú gà đông tảo này thì chắc hẳn trong quá trình chăm sóc anh cũng đã có những cái phương pháp rất là khác biệt và đặc biệt để tạo nên giá trị cho sản phẩm. Và trong quá trình truyền thông sản phẩm thì anh cũng phải mang tới những giá trị khác biệt đó cho khách hàng. Thì anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về điều này được không ạ? Cá nhân tôi thì cũng rất là mong muốn là xây dựng cái thương hiệu gà đông tảo trở thành một cái loại gà không chỉ đáp ứng các cái nhu cầu tiêu dùng cơ bản. Chúng tôi cũng vẫn có định hướng về những cái sản phẩm gà mang tính chất cao cấp. Chính vì điều đó và từ cái suy nghĩ đó mà chúng tôi cũng đang xây dựng, đang triển khai chăn nuôi. Đó là cái việc mà đưa các cái thực phẩm dinh dưỡng nó khác với thông thường. Đơn giản ví dụ như sản phẩm gà biếu của chúng tôi thì có áp dụng trong cái tháng cuối cùng của cái chu kỳ nuôi, thì có áp dụng cho ăn thêm thịt bò và lòng đỏ trứng. Tất nhiên là cái liều lượng thì nó cũng ít thôi, một tuần nó chỉ có 2-3 bữa thôi, và cái liều lượng nó cũng vừa phải, nó cũng ảnh hưởng đến cái chất lượng thịt của gà. Tôi cũng mong muốn rằng là khi khách hàng người ta bỏ đồng tiền ra thì người ta cũng sẽ nhận được một cái giá trị nhất định. Cùng với nữa là về mặt cảm xúc thì chúng tôi cũng khai thác vào những cái mong muốn sâu xa của khách hàng, đó là được trải nghiệm cái quá trình đấy. Những cái con gà làm quả biếu thì có thể có những cái mã định danh riêng ngay từ bé, con của những con nào được chăn nuôi bao nhiêu tháng, quá trình chăn nuôi như thế nào, thì khách hàng khi nhận con gà sẽ nhận được hết những cái hồ sơ giấy tờ như vậy. Nó cũng đảm bảo rằng là khách hàng người ta cũng sẽ cảm nhận được cái sự kỹ lưỡng trong cái quá trình tuyển chọn cũng như nuôi dưỡng của chúng tôi. Thì từng bước là nó cũng gây dựng cái thương hiệu con gà đông tảo trở nên cao cấp hơn. Văn hóa tiêu dùng thực phẩm của người Việt Nam với các nước trên thế giới thì có những điểm khác biệt nhau. Không biết là anh đã hình dung ra những khó khăn thách thức này chưa, và đã có giải pháp gì cho sản phẩm của mình để có thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế ạ? Chúng tôi cũng có nghiên cứu những việc đó. Ví dụ những nước phát triển như châu Âu chẳng hạn, cái gà đông tảo đặc trưng nhất là đôi chân, nhưng họ lại không ăn chân. Và có khi gà đông tảo đặc trưng nhất ở cái đùi thì người ta cũng không ăn đùi. Vậy nên là chúng tôi cũng đang nghiên cứu, và tôi đang nghĩ là đến những cái thị trường nó gần hơn với chúng tôi, đó là Trung Quốc và Thái Lan. Cũng có rất nhiều cái khách hàng ở bên châu Âu mong muốn mua cái sản phẩm của chúng tôi. Tuy nhiên là nó cũng gặp những cái rào cản về pháp lý hay là về vấn đề liên quan đến dịch bệnh. Và cho đến nay thì những kết quả của quá trình xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài của mình đã như thế nào rồi ạ? Chúng tôi hiện tại thì cũng đang có một số khách hàng họ đã mang được về nước và họ đã lui được. Và cũng có những cái công ty, ví dụ như gần nhất là có một cái công ty ở bên Myanmar, họ cũng kỳ vọng rằng họ có thể đưa cái giống gà này sang đó để chăn nuôi với quy mô lớn để xuất khẩu sang Trung Quốc được. Đấy, thì chúng tôi cũng cái này chúng tôi cũng đang triển khai, họ vẫn đang phải nghiên cứu, và chúng tôi cũng đồng hành cùng họ. Vâng, anh Giang Tuấn Vũ thân mến, anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về những kế hoạch ngắn hạn cũng như là dài hạn trong tương lai của doanh nghiệp mình tới quý vị khán giả được không ạ? Đầu tiên thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là cái gà đông tảo thương phẩm nó sẽ có cái thị trường tiêu thụ rộng rãi hơn. Ví dụ nó có thể tham gia sâu hơn vào các tiệc đám cưới ở Việt Nam. Và thứ hai là đối với những sản phẩm cao cấp, là những cái sản phẩm gà được lựa chọn kỹ lưỡng hơn và chăn nuôi với cái môi trường cầu kỳ hơn, thì chúng tôi cũng rất hy vọng rằng nó sẽ trở thành một cái món quà biếu đặc trưng và được người Việt ưa chuộng. Nó không chỉ đảm bảo riêng cái mức độ ngon của thịt mà nó thể hiện được cái văn hóa của người Việt. Trong tương lai thì tôi cũng đang triển khai dần dần những cái kế hoạch để mà có thể giới thiệu ở bên Trung Quốc hay Thái Lan. Vâng, thưa quý vị, quả là một chàng trai trẻ với những tư duy khác biệt, và chính sự khác biệt đó đã làm nên những thành công của anh như ngày hôm nay. Xin chúc anh cùng trang trại gà của mình sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, gặt hái được những thành công cùng dự định trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.